Trở lại bản tin ngắn. Donald Trump, ông Trump đã yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử cái tài liệu. Đó có thể là một trong những cái chiến lược nào tôi không biết. Các luật sư của Tổng thống Trump đã yêu cầu thẩm phán liên bang giám sát lại cái tài liệu mà khoản vô thời hạn ngày xét xử. Nếu thẩm phán chấp nhận kiến nghị này, thì ngày xét xử có thể bị lùi sau cuộc bầu cử của 2024. Ông Trump là người đi đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa năm 2024. Các luật sư của ông Trump lập luận rằng cái thủ tục tố tụng không nên được ấn định khi cái chuyển động quan trọng để giải quyết một số cái vụ việc. Các luật sư của ông Trump viết, cái vụ án phi thường này đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với thực tế và nhận thức nền dân chủ Mỹ của chúng ta. Họ lập luận rằng tòa án hiện chủ tọa một vụ truy tố do chính quyền của Tổng thống đương nhiệm tiến hành chống lại một đối thủ chính trị của ông ta. Bản thân ông ta là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng thống của Hoa Kỳ. Do đó, một sự cân nhắc và thời gian đo lường cho phép xem xét cẩn thận, đầy đủ các thủ tục dẫn đến cáo trạng này và các vấn đề pháp lý chưa từng có được trình bày ở đây để phục vụ tốt nhất cho lợi ích của bị cáo và công chúng. Luật sư cũng lập luận rằng vị trí của ông Trump với tư cách là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa có khả năng được xem xét. Tổng thống Trump đang tranh cử Tổng thống của Hoa Kỳ và khả năng là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, họ viết. Công việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực, nỗ lực để tiếp tục cho cuộc bầu cử tháng 5, ngày 11 của 2024. Lịch trình này khiến việc chuẩn bị xét xử cả hai bị cáo nhằm việc khó khăn. Việc chuẩn bị như vậy đòi hỏi kế hoạch và thời gian đáng kể, họ nói thêm. Họ tiếp tục, đơn giản là không có nghi ngờ gì việc xét xử hành động này trong cái thời gian chờ bầu cử tổng thống sẽ ảnh hưởng đến cả kết quả cuộc bầu cử đó. Luật sư viết tiếp, và điều quan trọng là khả năng bị cáo được xét xử công bằng hay không. Việc nộp đơn nhằm đáp lại việc xét xử yêu cầu của cố vấn đặc biệt Jack Smith vào ngày 11 tháng 12, New York Times đưa tin, thẩm phán ban đầu lên kế hoạch cho dự án vào tháng 8. Wow! Như vậy đó là một cập nhật khá là bất ngờ trong cuộc chiến của ông Trump. Luật sư của ông Trump yêu cầu cái dự án và yêu cầu dự án kéo dài tới sau 2024 hay là hãng khoảng vô thời hạn ngày xét xử cái tài liệu mật. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.